Lúc này thì các bạn trộn đều lên. Màu rất là đẹp nè các bạn. Mình mới ướp thôi mà mình đã thấy cái mùi thơm dậy lên, hấp dẫn lắm. Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn món thịt kho mà mình dùng cái nước sốt hôm trước đã chia sẻ với các bạn để kho cho nhanh. Thì ở đây mình có chuẩn bị 500g thịt nạc dăm. Cái thịt nạc dăm này thì nó ít mỡ. Nếu như mà các bạn mà muốn ăn thịt mỡ nhiều thì mua ba chỉ hoặc là thịt đùi đều được cả. Thịt nạc dăm này thì ăn nó mềm. Ngoài ra thì mình có cái nước sốt đủ vị để kho thịt mà hôm rồi mình vừa mới chia sẻ đến các bạn đây. Mình làm xong rồi để hũ cất ăn dành ăn dần nè. Thì cái nước sốt này bây giờ chỉ cần cho vào thịt là mình kho thôi, rất là đơn giản và nhanh. Kèm thêm thì có một ít hành củ nữa cho thơm. Bởi vì khi mà mình làm cái nước sốt này mình không có cho hành củ vào trong cái nước sốt đó là vì mình sẽ bảo quản không được lâu. Nên là bây giờ kho thì các bạn cứ bỏ thêm vài củ hành tím vào cho thơm. Và thịt kho tiêu thì còn có thêm tiêu. Mình đã chuẩn bị ở đây một ít tiêu, một ít hành lá để mình cho vào cho nó đẹp và nó cũng thơm nữa. Bây giờ mời các bạn cùng vào làm với mình nhé. 500g thịt mình cũng đã rửa sạch và để ráo rồi. Bước tiếp theo mình sẽ cắt cái thịt này ra. Mình có dùng thêm 5 cái củ hành tím. Các bạn không cho hành vào thì ăn vẫn ngon, nhưng mà có hành vào thì mình ăn nó sẽ thơm hơn, món ăn sẽ hấp dẫn hơn. Kế đến thì mình sẽ cho thịt vào trong cái nồi này và cái số hành băm này vào đây luôn, và mình cho thêm một ít tiêu nữa. Và đây là cái nước sốt mà mình đã chia sẻ với các bạn ở trong cái video trước. Các bạn có nhìn thấy cái lớp dầu ở bên trên này không? Nó sẽ có một cái lớp dầu ở bên trên này, và chính cái lớp dầu này nó sẽ bảo quản cho cái nước sốt này được để được lâu. Sau khi làm xong thì các bạn cho vào hũ và để ở nơi thoáng mát thì mình có thể sử dụng được vài tuần. Còn nếu mà các bạn muốn để lâu thì các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh sẽ để được vài tháng các bạn nhé. Và với 500g thịt thì mình sẽ lấy 5 muỗng như thế này, 5 thìa canh như thế này. Cái nước sốt này nó đã đủ vị ở trong này rồi các bạn nhé, cho nên các bạn yên tâm không cần phải cho thêm bất cứ cái gì cả. Lúc này thì các bạn trộn đều lên. Màu rất là đẹp nè các bạn. Mình mới ướp thôi mà mình đã thấy cái mùi thơm dậy lên, hấp dẫn lắm. Và để 15 phút thì bắc lên bếp kho thôi. Thịt ướp đã được 15 phút rồi nè các bạn. Thơm, rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên để kho luôn nhé. Các bạn cứ đậy nắp lại để mình kho cho nó sôi lên. Bây giờ mình giảm lửa. Cái công thức mà để làm cái nước kho này thì mình đã chia sẻ với các bạn ở trong cái video trước rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì ở cuối video thịt kho này mình sẽ chia sẻ nhé. Thơm quá, mùi thịt rất là thơm. Mình lại tiếp tục đậy nắp lại và khi này các bạn giảm nhỏ lửa giúp mình nhé.
Tại vì mình kho tiêu, mình không có cho nước, cho nên mình giảm nhỏ lửa để cái lượng nước của thịt tiết ra và sẽ chín từ từ. Đó các bạn, mình không có cho nước vào mà cái nồi thịt đã tiết ra một lượng nước đủ để cho thịt chín nè các bạn. Nếu như mà các bạn muốn cho nước thêm á, nước dừa hoặc là nước để mà mình chấm rau hay mình chan á, thì lúc này các bạn có thể cho thêm. Và nhớ là nếu như mà các bạn cho nước thì nên nấu sôi và cho vào thì nó sẽ ngon hơn các bạn. Bây giờ thì mình lại nhỏ lửa lại đi. Thơm quá, lồi thịt của mình lúc này cũng gần được rồi nè các bạn. Màu đẹp quá các bạn ơi, mà lại thơm nữa. Miếng thịt vừa có nạc vừa có mỡ nè, màu thịt này vừa luôn. Và khi mà các bạn bắt lên bếp thì mình kho khoảng 15 đến 20 phút là được. Và bây giờ thì mình cho vào đây cái phần tiêu còn lại nữa. Vậy là cái nồi thịt kho của mình đã hoàn thành, màu đẹp, mùi thơm. Chúc các bạn làm thật ngon cái món thịt kho đơn giản mà mình vừa mới chia sẻ. Thịt kho đây mà ăn với cơm thì ngon cực kỳ đó các bạn ơi. Miếng thịt đã thấm gia vị và rất là ngon, màu đẹp. Cái nước thịt kho này các bạn là chấm rau ăn cũng ngon hoặc là mình chan cơm ăn cũng ngon. Về cái nước sốt mà để kho thịt này thì hôm trước mình cũng đã làm một cái video để chia sẻ công thức đến các bạn rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì các bạn vào trong kênh Món Ngon Mẹ Nấu để xem giúp mình. Ví dụ các bạn đang xem một video bất kỳ của kênh Món Ngon Mẹ Nấu. Lúc này các bạn nhìn xuống góc bên trái có cái logo màu đỏ của kênh Món Ngon Mẹ Nấu, các bạn nhấp vào đây. Thì lúc này sẽ chuyển qua một cái trang Món Ngon Mẹ Nấu. Thì ở trên cái chữ Món Ngon Mẹ Nấu có cái chữ trang chủ, rồi đến video, các bạn nhấp vào cái chữ video này. Thì lúc này sẽ dẫn các bạn đến tất cả những cái Món Ngon Mẹ Nấu đã chia sẻ. Đây thì các bạn cứ lướt lên thì sẽ thấy. Thì các bạn nhìn thấy cái món mà nước sốt mình đã chia sẻ nằm hàng thứ hai đây. Do mình mới chia sẻ đây nên nó nằm trên đầu. Các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ thấy được cách chia sẻ về công thức làm nước sốt kho thịt. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.